chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là ý nghĩa. Và đừng quên hãy nhấn nút đăng ký kênh ngay bên phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức hấp dẫn mỗi ngày nhé. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống thì những chủ đề về tình yêu, gia đình và hôn nhân luôn là những chủ đề được mọi người rất mực quan tâm. Bởi vì trên thực tế có nhiều câu chuyện vô cùng ý nghĩa và làm chạm đến trái tim hàng triệu người, và có cả những câu chuyện dở khóc dở cười. Và ngay hôm nay chúng tôi xin gửi đến cho các bạn một câu chuyện ý nghĩa có trong chuyên mục Câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cảm động chuyện tình rỗ rá giữa cô nàng chân voi và anh chàng mù. 4 năm trước, đám cưới giữa anh chàng mù và cô nàng chân voi diễn ra ở miền quê nghèo trước sự cảm phục của nhiều người. Hai số phận, một con đường. Chúng tôi tìm về nhà vợ chồng anh Lê Hữu Phụ sinh năm 1982 và chị Đặng Thị Luyện sinh năm 1982 ở xóm xã Hương Giang, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh vào một ngày cuối thu. Ngôi nhà nhỏ rộng chưa đầy 15m2 với bức vách thô sơ, sập xệ, càng lộ rõ vẻ tồi tàn khi bên trong không có vật gì quý giá ngoài chiếc xe đạp cũ đặt ở gian giữa. Chị Luyện cho biết chị sinh ra trong một gia đình đông con ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Khi chào đời, chị bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng càng lớn lên, bàn chân trái sưng nổi những khối thịt to, người đầy mụn nhọt. Qua thăm khám, bác sĩ kết luận chị bị chứng phù chân voi. Lớn lên với đôi chân không tròn vẹn, cô bé Luyện phải sống khép mình, tự ti dưới ánh mắt của người khác. Khi các bạn bè vui vẻ đến trường, cô ấy lại dò dẫm từng bước vào rừng, chặt củi gánh về để ra chợ bán. Chị Luyện ngậm ngùi nhớ lại rằng, tôi sống những ngày tuổi thơ như cực hình, mọi người cười nhạo, bạn bè xa lánh, tôi chả có lấy một người bạn thân. Do nhà 5 anh em, gia đình lại nghèo, nên tôi không có tiền chữa bệnh, đành để như vậy cho tới khi lớn lên. Nhiều lúc buồn quá lại trách mẹ sao sinh ra tôi không giống người vậy. Cuộc sống cứ thế trôi qua, đến năm 32 tuổi, chị quen và đem lòng yêu thương một chàng trai khác. Ngày ấy, cô gái Luyện thường xuyên lui tới nhà bác họ sát vách nhà anh Phụ để chơi. Từ cuộc gặp mặt đầu tiên vào 5 năm trước, chị đã đem lòng yêu chàng trai mù lòa. Thế nhưng tự ti với ngoại hình bản thân, chị lại không đủ dũng khí để thổ lộ tình yêu. Chỉ cho đến khi hai bên gia đình gán ghép họ lại với nhau, chị Luyện nói. Thật ra chúng tôi đến được với nhau là do hai bên gia đình gán ghép. Ngày ấy nghe anh kể rất nhiều về cuộc đời, tôi thấy rau khổ giống mình vậy nên rất thương. Anh Phụ là người đàn ông đầu tiên nghe tôi trải lòng về cuộc sống. Nhưng tôi lại sợ lấy nhau về, sẽ sống sao làm gì để ăn khi anh bị mù mà chân tôi lại như thế này. Ngồi bên góc tường, anh Phụ cho biết anh là con trai duy nhất trong gia đình có 6 chị em ở xã nghèo của huyện Hương Khê. Từ khi sinh ra, đôi mắt anh đã bị mờ, càng lớn lên càng không nhìn rõ mọi vật, rồi dần dần mất đi ánh sáng. Kể từ đó, cuộc sống của anh chìm vào bóng tối, giấc mơ tìm con chữ bị gác lại. Càng lớn lên, tôi mất đi ánh sáng, không thể cùng các bạn đến trường. Rồi đến một ngày quen vợ, tôi không hiểu sao rất mến cô gái ấy, nhưng lại nghĩ mình mù lòa, bản thân còn không lo nổi, nghĩ đến lo tương lai cho vợ con. Nghĩ đến đấy thôi, nhiều đêm tôi rơi nước mắt. Tôi mong một ngày có thể thấy được ánh sáng để bảo vệ vợ con mình. Chính vì tình yêu thương, sự đồng cảm về số phận, đầu năm 2014, một đám cưới cổ tích đã diễn ra miền quê nghèo. Đám cưới đơn giản chỉ với vài mâm cỗ đặt ở sân nhà nhưng vô cùng ấm cúng và hạnh phúc. Cưới xong, anh Phụ được bố mẹ dựng cho một căn nhà tạm ở trên mảnh đất cũ để hai vợ chồng ra ở riêng. Như thương cảm cho số phận bất hạnh của hai vợ chồng, ông trời đã vung vén cho anh chị có hai đứa con, Lê Thị Kiều Anh sinh năm 2014 và cậu con trai Lê Đức Hùng sinh năm 2017, lớn lên, khỏe mạnh, chăm ngoan. Chị Luyện nói trong nghẹn ngào, ban đầu đi sinh con ở bệnh viện, mọi người nhìn vợ chồng tôi như người ngoài hành tinh. Nhiều người còn chỉ trỏ cười nhạo nên tôi rất tủi thân. May mắn con sinh ra không bị gì hết, khỏe mạnh, nhưng thằng bé sau không được bú sữa mẹ vì sợ mắc bệnh giống tôi. Sau nhiều năm vừa làm vợ vừa làm mẹ, chị Luyện đã chịu biết bao khổ cực. Nhiều hôm, anh Phụ lên cơn thần kinh nói nhiều, thậm chí đánh đập chị. Nhưng vì thương chồng, chị còng lưng chịu trận và không hề oán trách. Ngày ngày người phụ nữ ấy đạp xe lên phố làm nghề rửa bát thuê, còn anh Phụ ở nhà trông con. Cuộc sống nghèo khổ thiếu thốn cộng với sự mất mát ở đôi chân và đôi mắt không còn nhìn ánh sáng. Nhưng hai mảnh đời bất hạnh ấy lại cùng vượt lên số phận để tự chăm sóc nhau ở ngôi nhà rách nát, nơi thung lũng im lìm. Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, dù chưa biết mặt hai con thế nào nhưng khi hỏi về các con, anh không giấu được niềm vui sướng. Con tôi đẹp lắm, vợ tôi lại hiền. Tôi thương vợ con, nhưng đôi mắt mù này khiến tôi bất lực trước mọi việc. Tôi mong một ngày nào đó, mắt tôi được chữa khỏi, được nhìn thấy ánh sáng, để ngắm vợ con và có thể tự kiếm tiền giúp đỡ, chăm sóc gia đình mình.
Trong căn nhà rách nát ở vách núi, tài sản chẳng có gì ngoài tình người là đáng giá. Dù cuộc sống khó khăn bộn bề, nhưng hai người cùng cảnh ngộ ấy vẫn không ngừng hy vọng về một tương lai tươi sáng cho các con. Chuyện tình cổ tích chàng kiếm thị lạc đường tìm được vợ. Năm lên 6 tuổi cũng là lúc Đặng Quang Vinh sinh năm 1989 ở Gia Lâm, Hà Nội phải chấm dứt tuổi thơ yên bình khi cha cậu không may mắc bệnh nặng rồi qua đời. Cảnh nhà mẹ quá con côi, nhưng cô Ngà, mẹ Vinh vẫn cố gắng lo cho con học hành bằng bạn bạn bè. Năm 2009, khi Vinh chuẩn bị thi đại học, thì mẹ bị tai nạn lao động chấn thương nặng. Một chiếc máy khoan bất ngờ rơi trúng gáy, khiến cô Ngà bị liệt từ dưới cánh tay trở xuống. Đang là lao động chính và duy nhất của gia đình, giờ đây người mẹ chấp nhận nằm liệt giường, đến cả những sinh hoạt cá nhân cũng không thể tự chủ được. Vinh nhớ lại, hồi ấy em nghĩ mình phải cố gắng học để thi đỗ đại học, đi làm kiếm thật nhiều tiền chữa bệnh cho mẹ mình. Năm 2011, cậu thi đỗ vào đại học thủy sản Nha Trang. Hành trang lên đường đi học xa, không có gì nhiều nhặn, chỉ có ý chí quyết tâm học tập để đổi đời là đầy áp. Đến năm cuối, giai đoạn chỉ còn thi nốt vài môn là được nhận bằng, Vinh vẫn chạy xe bỏ muối nước ngọt cho các đại lý. Vào một buổi tối như thường lệ, trong lúc cậu chở thùng nước ngọt đến một đại lý quen, thì tai nạn xảy ra. Vinh va chạm xe máy với một cậu bạn cùng phòng, gia cảnh cũng éo le không kém. Vinh cho hay, bạn kể tay, mình chấn thương vùng mặt, cả hai đều nghèo, nên chẳng ai đền bù được cho ai. Nhớ lại cảm giác khi trở về nhà với tình cảnh mắt không nhìn thấy gì, bằng cấp gian dở, Vinh tâm sự. Em nghĩ cuộc đời bất công với mình nhiều thứ quá, mất đi đôi mắt, em thực sự thấy tương lai mù mịt. Ngày ấy em buồn lắm, vật vã không ăn không ngủ được. Tiễn con đi học với bao nhiêu hy vọng, giờ đây đón con về trong tình cảnh chua chát. Cô Ngà kể rằng nhà có hai cái giường, hai mẹ con nằm song song, cô nằm đây, nhìn thấy được nhưng không đi được, em nó nằm kia, đi được nhưng không thấy gì. Mẹ cô ngày ấy cũng mới mất, cảnh nhà lúc đó thực sự bế tắc, đã có lúc nghỉ quẩn, không có cơm ăn, không có tương lai, hay tìm cách uống thuốc để hai mẹ con cùng ra đi cho thanh thản. Nhờ sự giúp đỡ của anh em họ hàng, bà con lối xóm, cuộc sống mẹ con Vinh cũng cầm cự đủ miếng ăn qua ngày. Rồi Vinh được hội người mù ở Gia Lâm giới thiệu đi học lớp tổng quốc massage. Trong một thời gian ngắn, đã có thể làm việc, dành dụm được ít tiền, đưa mẹ chi dùng. Công việc tuy không vất vả nhưng đi hơi xa nhà. Mỗi lần đi, Vinh lại phải đi bằng xe buýt, mất tới 1 giờ đồng hồ. Một chiều hạ năm 2014, Quang Vinh lên chuyến xe buýt quen thuộc, dặn người phụ xe đến Dốc Vân anh cho em xuống nhé. Khách quá đông, anh phụ xe quên bản lời dặn, khi nhớ ra thì đã quá điểm hẹn chục cây số. Vinh đành xuống xe, dò dẫm tìm cách sang đường để quay ngược lại. Đúng giờ tan tầm, đường đông nghịch, chẳng ai để ý đến chàng trai khiếm thị đang loay hoay giữa dòng xe cộ. Chỉ trừ một người, cô gái trẻ tên Quỳnh Trang đang đi xe máy, phát hiện cậu thanh niên dáng cao ráo khôi ngô nhưng không hiểu vì sao mãi không sang được đường. Khi đã hiểu tình cảnh, Trang mới lại gần giúp Vinh sang đường, ngỏ lời chở cậu về nhà. Không ai ngờ, chính cô gái ấy đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời đầy bất hạnh của Vinh. Từ sau cuộc gặp, Trang thường tranh thủ khoảng thời gian cuối tuần để đến nhà thăm hai mẹ con Vinh. Tình cảm ấm áp dần dần nảy nở trong hoàn cảnh khó, bỏ lại những dằn vặt, mặc cảm tự ti về gia cảnh. Vinh quyết định, thôi đằng nào cũng thế, được thì được, không được thì thôi, cứ phải nói thẳng tình cảm của mình ra trước đã. Chẳng ngờ khi cậu ngỏ lời, Trang lại thuận theo. Với nhiều cô gái, kết hôn là khi tìm được một chỗ dựa, tìm được người đàn ông che chở, nhưng với Quỳnh Trang thì khác. Khi quyết định nhận lời yêu và kết hôn với Vinh, cô đã nghĩ mình sẽ yêu thương anh ấy, nếu kết hôn mình sẽ chia sẻ với anh ấy mọi khó khăn để anh có cuộc sống tốt hơn. Đầu năm 2015, Vinh và Trang về một nhà, cuối năm ấy hai vợ chồng chào đón đứa con trai đầu lòng mang tên là anh Khôi. Lần đầu bế con trên tay, Vinh tâm sự, chỉ có thể đặt tay lên mặt, sờ mũi sờ miệng con, mà sao thấy giống mình ngày xưa quá. Mình mường tượng ra cảnh sau này, con trai sẽ dẫn mình đi uống nước, đi chơi đây đó. Thêm con nghĩa là gánh nặng trách nhiệm đè lên vai Vinh nhiều hơn. Chàng lúc mới sinh con không thể đi làm, tất cả chi tiêu trong gia đình gói gọn trong đồng lương 4 triệu đồng của Vinh. Những lúc con ốm đau, chi phí khám xét đắt đỏ, cả gia đình bấn búi, Vinh cũng cáu gắt với vợ. Thế nhưng với Trang, những giận dỗi của chồng không đọng lại lâu trong lòng, cô chỉ mong con mau cứng cáp để đỡ đần anh. Giờ đây khi con trai anh Khôi đã gần 3 tuổi, cuộc sống gia đình của Vinh cũng dần ổn định rồi. Vào ngày cuối tuần, căn nhà nhỏ lọt thỏm dưới chân đê sông Đuống lại vang lên tiếng hát của bà nội nằm liệt giường.
Cùng với đó là tiếng vỗ tay theo nhịp của Vinh, tiếng bé Khôi cười nắc nẻ. Trong bếp, chàng đang nấu bữa tối, cô cũng không quên gói ghém một chút để dành cho Vinh mang lên thành phố ăn vào những ngày xa nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.